Nhưng mà tại sao mà cái tự tin nào mà để mà chị có thực tập ở văn phòng luật 2 tháng mà chị sẽ apply như tập đoàn lớn? Chị nghĩ là do chị đã Không phải có cơ sở ý. nào đại loại là chị đi thực tập xong thì chị cũng biết sơ qua về văn phòng luật như nào rồi. Chị thấy cái văn phòng luật là nó cứ chỉ có một vài lĩnh vực rất là nhỏ thôi, và nó xoay đi xoay lại. Chị hỏi những mentor, những người hướng dẫn của chị thì nó cứ chỉ như thế thôi, nó không có cái gì khác về mặt chuyên môn, hoặc là không có gì khác về, tức là nếu mà để đột phá lên các cái cấp cao hơn, ví dụ như là luật sư này, hoặc luật sư chính này, hoặc là luật sư đối tác này, thì nó sẽ phải qua một cái trình rất là dài. Và chị thấy là chị cũng không hứng thú với cái việc là nay khách hàng này mai khách hàng khác, nó không không tạo nên cho mình cái sự gắn kết. Thế là chị mà đợt đấy là tuyển pháp chế thì nó cũng cũng ít thôi. Hầu như là các cái công ty nhỏ hoặc là công ty tầm trung là họ không có biết pháp chế để họ tuyển, chỉ có các công ty lớn. Thì đợt của chị là chỉ là các công ty lớn họ mới tuyển pháp chế thôi. Đấy là lý do chị apply vào các công ty lớn.